cứ nhìn những cái người nào mà xinh xinh nhá thì toàn là người Việt Nam thôi. Người Trung Quốc thì sẽ có một bạn nữ rất là xinh đẹp, một cái xe cảnh sát của bên phía Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ vào một con phố gọi là phố hàng hiệu ở bên Đông Hưng nhá. Dân tộc Kinh là một trong những cái dân tộc thiểu số. Mình lại đang trên cái cung đường mà sát với biên giới Việt Nam. Đây này, đây chính là hàng rào thép gai, và phía đằng sau kia mọi người nhìn thấy không? Chính là con sông Ca Long. Còn phía những cái ngôi nhà bên kia kìa, chính là những ngôi nhà của bên thành phố Móng Cái của bên Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang đứng tại khu vực cửa khẩu của bên Đông Hưng Trung Quốc. Mình mới làm cái thủ tục xuất cảnh sang bên này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi xung quanh cái khu vực cửa khẩu này để cho mọi người xem là cái quang cảnh của cái cửa khẩu bên Đông Hưng và bên Móng Cái nó khác nhau như thế nào. Thì hiện tại mình đang đứng tại một cái quảng trường, và cái khu vực này là ngay cái lối ra của bên cửa khẩu ở bên Đông Hưng. Trời hôm nay thì đang rất là nắng. Sau những cái ngày mưa và trời nồm ẩm của miền Bắc thì ngày hôm nay cái nhiệt độ đã tăng lên khá là nhiều, 20 mấy độ. Và thời tiết hiện tại đang là gần giữa trưa, cho nên là cái nắng nó cũng rất là khá là rát. Bây giờ thì mình sẽ quay sang cái camera sau để cho mọi người xem là cái quang cảnh của thành phố Đông Hưng này trông như thế nào nhé. Đây, trước mắt mọi người chính là cái lối ra mà ở bên cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc. Những cái đoàn người này chính là cái khách du lịch của bên Việt Nam, người ta hôm nay người ta sang đây để mà đi du lịch. Những cái ngày này thì sau cái mùa Tết, thời tiết đã ấm hơn và trời cũng khô hơn, trời nắng và rất là đẹp. Thì rất là nhiều những cái đoàn du xuân từ bên Việt Nam qua bên Đông Hưng này chơi. Trước mắt mọi người đây là những cái đoàn khách du lịch đây. Và hiện tại thì nãy mình qua ấy là còn rất là nhiều đoàn ở bên Móng Cái đang chờ để làm thủ tục. Ngoài ra thì đây cũng là những cái khách du lịch của bên phía Trung Quốc. Thì họ cũng sau khi họ đi chơi ở bên Việt Nam về thì họ cũng phải làm cái thủ tục để mà quay trở lại quốc gia của họ. Ở ngay khu vực cửa khẩu thì có rất là nhiều những cái gian hàng của cả người Việt, người Trung bán hàng ở bên này. Đây, những cái gian hàng này thì chủ yếu là bán những cái đồ ví dụ như là nước này, đặc sản, bánh kẹo là chính. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào sâu hơn ở phía bên trong này. Đây mới là cái chỗ lối ra ở bên Đông Hưng thôi. Hiện tại đang là 10 giờ 30 phút buổi sáng. Phía trước mắt mọi người đây chính là cái quang cảnh bên phía thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Ngay sát với cái chỗ cửa khẩu có một cái khách sạn rất là lớn của họ ở đây. Đó. Trong này thì có một cái cây, cây này là cây giả thôi, biểu tượng là trồng sầu riêng. Và ở kia thì có một cái mô hình sầu riêng rất là lớn. Ở bên Trung Quốc thì người ta rất là thích ăn những cái trái sầu riêng như vậy. Khi mà cái chợ cửa khẩu ở bên Trung Quốc ấy, gọi là chợ quốc tế Vạn Trúng ấy, thì ở đó có rất là nhiều những cái gian hàng bán sầu riêng. Lát nữa thì mình sẽ đi đến đó và quay cho mọi người xem. Không hiểu sao là cái khẩu vị của người Trung Quốc họ rất là thích ăn sầu riêng, và cái sầu riêng ở bên này rất là đắt. Đó, bán cho người Trung Quốc thì cái giá bán được rất là tốt luôn. Đây là cái khu vực cầu thang. Ở phía trước mặt mọi người đây có những cái người mà lái xe máy và đội mũ bảo hiểm này này. Thì đây chính là những cái người mà lái xe ôm của bên phía Trung Quốc. Chi phí đi xe ôm ở bên này thì cũng rẻ thôi. Mình thấy thì đa phần là khoảng 10 đồng cho một cái lượt đi, tại vì mọi người cũng sẽ không đi xa được. Đấy, thì những cái người đội mũ bảo hiểm này và lái xe máy cái biển vàng này này thì chính là những cái người Trung Quốc họ lái xe ôm. Sau đây thì mình sẽ bước lên cái khu vực trên này. Ở bên này là cái lối ra. Ở bên này là cái... Không phải, đây là cái lối vào. Lối vào khi mà chúng ta muốn quay trở lại Việt Nam ấy, chúng ta sẽ vào đây để mà vào làm thủ tục xuất nhập cảnh ở trong này. Đây này, đây này. Chính là cái lối này này. Đó. Còn lúc nãy là mình qua kia là cái chỗ cầu thang bên kia là cái lối ra. Ở chỗ khu vực này là khu vực biên giới, cho nên có một cái nghề gọi là nghề xách hàng. Nhưng mà cái thời gian, cái thời điểm này thì có vẻ là chưa rõ rệt lắm để cho quay cho mọi người xem. Nhất là cái lúc mà vào buổi sáng sớm hoặc là cái lúc khoảng chiều tối ấy, sẽ thấy rất là nhiều những cái hàng hóa tập trung ở cái khu vực này để mà có thể quay trở về Việt Nam, hoặc là từ bên Việt Nam qua đây cũng vậy. Nhưng mà cái thời điểm mà sẽ nhiều hàng hóa đi lại nhất thì phải là cái lúc mà sáng sớm khoảng 7 đến 8 giờ cơ.
hoặc là buổi chiều thì cũng phải tầm 5 đến 6 giờ chiều đó. Còn hiện tại thì đang là giờ buổi trưa rồi. Những cái người đang chụp ảnh ở đây này là những người khách du lịch của bên phía Trung Quốc. Họ cũng chuẩn bị vào đây để làm thủ tục sang Việt Nam chơi. Chiều nay nếu mà mình kịp về sớm ấy, thì mình sẽ quay cái cảnh tượng gọi là hàng hóa dồn lại đây để mà trở về Việt Nam. Ở bên này thì những cái người cư dân biên giới ấy, hoặc là những cái người mà những cái tiểu thương ấy, những người buôn bán nhỏ lẻ ấy, thì họ sang đây họ lấy hàng từ bên Việt Nam sang bên từ bên Trung Quốc sang bên Việt Nam bán, và những cái hàng hóa đấy thì sẽ không bị đánh thuế khi mà họ xách một cái số lượng nó cũng vừa phải thôi, cũng nhỏ thôi, thì cơ quan những cái chính phủ chính quyền của hai nước thì sẽ cho họ gọi là cái quyền để đi qua ấy, và những cái hàng hóa đấy sẽ không bị đánh thuế. Bên này đây taxi đây, còn kia là một cái xe cảnh sát kìa. Bây giờ thì mình sẽ bước lên cái khu vực mà chợ gọi là chợ quốc tế Vạn Chúng. Cái chợ này thì sẽ tập trung rất là nhiều những cái khách du lịch của bên phía Trung Quốc ở trên này. Tầm giờ này đang là giờ trưa cho nên là cũng khá là vắng, chứ còn bình thường là cái con đường này này nó sẽ tấp nập những cái người đi lại, và đa phần cái con đường này sẽ là những khách du lịch của Trung Quốc. Còn phía bên Việt Nam chúng ta sang đây chơi ấy, thì chúng ta lại chọn một cái con phố khác cơ. Lát nữa thì mình sẽ quay cái con phố đó. Mọi người có nhìn thấy không? Đây là những cái bảng biển hiệu của bên phía Trung Quốc. Có cả chữ Việt Nam. Ví dụ như kia kìa, cửa hàng đồ ngọc cổ thành này, bán buôn giày dép Việt Nam. Đây, quang cảnh xung quanh đây. Cái khu vực này cực kỳ gần cửa khẩu luôn. Chỉ cách cái cửa khẩu bên Việt Nam một con sông thôi. Chỉ cách cái đất liền Việt Nam một con sông thôi. Và đó là con sông Ca Long, con sông nằm giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Còn đây là gọi là chợ quốc tế, chợ bán buôn quốc tế Vạn Chúng. Cái chợ này thì sẽ bán rất là nhiều những cái bánh kẹo này, đồ ăn, đồ uống. À đây, những cái gian hàng sầu riêng đây. Đây, có một bạn nữ rất là xinh đẹp. Bạn này là người Trung Quốc, nhìn mặt là mình nhận ra ngay, tại vì mình hay đi lại. Đây này, đây là những cái gian hàng sầu riêng bán cho người Trung Quốc là chính. Họ sẽ sang đây, họ mua sầu riêng và họ ngồi luôn ở cái vị trí này này, mấy cái chỗ mà gốc cây này này, để mà ăn luôn. Đây, đây chính là sầu riêng, dừa sầu riêng. Và sầu riêng ấy, sẽ là cái món ăn mà nhiều người Trung Quốc lựa chọn nhất. Chiều thì sẽ đông hơn, tầm chiều tối. Ở đây còn có những cái cô mà bán, mọi người có nhìn thấy không, ngồi đây này. Đây là những người mà bán gọi là bán thuốc lá, họ cũng bán thuốc lá cho người Trung Quốc, bán thuốc lá Trung Quốc cho người Trung Quốc. Đây là những cái gian hàng bên phía sát với cửa khẩu. Có cả thớt này. Không hiểu sao họ lại bán thớt ở gần cửa khẩu này. Mình mới hỏi là tại sao người ta lại mua thớt ở gần cửa khẩu, nhưng mà hóa ra là cũng rất là nhiều những người khác người ta cũng đang hỏi mua thớt đây, nhưng mà toàn người Trung Quốc thôi. Đây cũng là một cái gọi là trung tâm mua sắm Việt Nam ở bên Trung Quốc nhé mọi người nhé, ở bên Đông Hưng Trung Quốc. Trong này thì bán rất là nhiều những sản phẩm, ví dụ như là cà phê G7 Trung Nguyên, hoặc là những cái đồ kiểu như là đồ lưu niệm, vòng tay, vòng cổ các thứ, hoặc là những cái đồ liên quan đến thuốc, giả sử như là cao mạch hổ này, cao sao vàng này. Đây, còn có một người Việt Nam đang bán bánh mì này. Đó. Bánh mì này không hiểu là mọi người sẽ bán bao nhiêu đồng một cái đây. Những người này ấy, người ta sẽ mang cái bánh mì từ bên Việt Nam qua. Mỗi buổi sáng ấy, họ sẽ xếp hàng, họ sẽ mua bánh mì ở bên Việt Nam, sau đó là họ xếp hàng và chạy sang đây để mà bán cho du khách của Trung Quốc. Còn đây là một cái nơi bán rất là nhiều những cái sản phẩm Việt Nam đây. Đây là hạt điều này, cà phê này, đó, cà phê này, cà phê Sài Gòn. Giờ này thì khá là vắng bởi vì đang là buổi trưa, buổi chiều thì sẽ rất là đông ấy. Đây này, cà phê, bánh mì này, đó, toàn là hàng Việt Nam thôi. Ở đây thì đang tập trung rất là nhiều người, những người bán hàng này đều là người Việt Nam.
Mọi người có nhìn thấy cái bức tường này không? Đằng sau bức tường này thì chính là con sông Ca Long, con sông nằm giữa hai thành phố Đông Hưng và thành phố Móng Cái của bên Việt Nam. Còn phía trước mọi người, cái tòa nhà cao cao này này, đó là một cái khách sạn của bên phía Đông Hưng Trung Quốc. Cái tòa nhà này thì ngay sát với khu vực cửa khẩu. Còn cái cầu ở bên trên này này, lúc nãy là mình muốn làm cái thủ tục xuất nhập cảnh là mình sẽ phải đi qua cái cây cầu này. Ở phía này thì có một cái xe cảnh sát của bên phía Trung Quốc. Họ hay dừng tại những cái nơi mà có nhiều khách du lịch để mà họ kiểm soát. Cái bức tường này phải cao khoảng 3 mét. Cao khoảng 3 mét hơn đấy. Hơn 3 mét. Và gắn rất là nhiều những cái camera này, loa phát thanh. Ở bên Trung Quốc thì đâu đâu cũng là camera. Bên phía kia kìa, kia chính là Việt Nam của chúng ta đấy. Con sông này thì còn trên này là cầu Ca Long đây. Con sông hiện tại đang cạn nước. Mùa này thì mùa đông, mùa khô cho nên là nước gần như là cạn hết rồi. Mình đang bước sang cái hướng này. Cái hướng này thì mình sẽ đi thuê xe máy điện. Những cái xe ô tô bên phía Trung Quốc này, những cái biển xanh lá cây này này là họ đăng ký cho xe ô tô điện. Còn những cái xe xanh dương này thì nó cũng tùy, cái biển xanh dương này thì cũng tùy. Ở Trung Quốc họ đi rất là nhiều những loại xe nhé, chứ cũng không chỉ là xe nội địa của họ đâu. Nhưng mà gần đây họ tập trung đi rất là nhiều những cái xe cỡ nhỏ, kiểu xe U Linh này. Đây là hai con U Linh. Ở bên này thì giá nó khoảng 100 triệu, khoảng 100 triệu. Đấy, nhiều xe U Linh cực. Ở bên Việt Nam thì xe U Linh này, theo như mình tìm hiểu ở trên mạng ấy, thì nó phải khoảng hơn 230 triệu. Còn bên Trung Quốc nó chỉ khoảng 100 triệu thôi, khoảng trăm hơn triệu. Mọi người có thể sang đây du lịch và tự thuê xe máy điện để đi xung quanh cái khu vực thành phố Đông Hưng. Cái chi phí thuê xe thì cũng rẻ thôi, khoảng 10, 15 cho đến 20 đồng cho một ngày thuê xe. Nhưng mà hiện tại những cái người mà không phải người của cư dân biên giới của bên Móng Cái thì mọi người đi phải đi theo gọi là sổ đi theo tour ấy, đi theo đoàn ấy, sổ vàng, đăng ký có một công ty du lịch bảo lãnh thì mới sang đây được, và tối thiểu ấy là phải 3 người. Càng đông người đi thì cái chi phí nó sẽ càng rẻ. Còn nếu mọi người muốn đi du lịch ở cái thành phố này thì mọi người có thể nhắn tin cho mình hoặc là để lại comment ở cái dưới cái video này thì mình sẽ tư vấn cho mọi người. Đây, cái tòa khách sạn cao cao đây của bên phía Đông Hưng Trung Quốc đây, Ramada, gọi là Ramada Plaza, rất là cao. Đứng trên cái tòa nhà này thì sẽ thấy toàn cảnh cái thành phố Đông Hưng và thành phố Móng Cái của bên Việt Nam. Đây, Mạch này, Toyota này, BMW này. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái khu vực này để mình thuê một chiếc xe máy điện để mà mình đi quay được nhiều nơi hơn. Ở đây á, có nhiều người cho, nhiều nhà người ta cho thuê xe điện lắm. Cái chi phí thì cũng khá là ngang nhau thôi, cũng khoảng 15 đến 20 đồng cho một cái ngày thuê. Và trong đấy thì có sẵn cái cục sạc. Mình đi đến đâu thì nếu mà hết pin ấy, mình có thể nhờ để mà mình thuê, mình sạc nhờ đấy. Trời hôm nay thì mấy hôm trước mưa, hôm nay mới bắt đầu nắng cho nên là còn chưa khô đây. Đây, mình hay thuê xe chỗ A Tân này này. Cháu thuê cái xe. Vâng. 15 ạ. Vâng. Cháu thuê suốt rồi đấy ạ. 5 đồng. Vâng, đây rất là nhiều xe mọi người. Vâng. Xe này là sạc đầy pin rồi cô. Mình mới thuê xe xong và cái xe này mình thuê 15 đồng một ngày này. Hiện tại thì có 4 cái cục pin ở đây, có nghĩa là cái xe này đã được sạc pin đầy. Và cái xe này ấy, họ để sẵn cái sạc pin ở trong xe, trong cái cốp xe ấy, thì có thể là chúng ta đi, nếu mà chúng ta đi xa ấy, thì khi mà hết pin ấy, thì chúng ta có thể sạc nhờ nhà dân hoặc là những cái cửa hàng ấy. Và có thể là chúng ta sẽ mất khoảng 10 đồng gì đó cho cái việc là chúng ta vào nhờ sạc ở nhà họ.
Bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn vào bên phía Đông Hưng Trung Quốc này để quay cho mọi người xem. Đây, mình lại ra cái con đường lúc nãy đây, con đường có cái khách sạn này. Bây giờ mình sẽ đi dọc biên nhé, đi dọc cái dọc con sông Ca Long ấy, nhưng mà ở bên phía Đông Hưng Trung Quốc. Cái đoạn đường trên này thỉnh thoảng cũng gặp công an của bên phía Trung Quốc ấy, công an giao thông ấy. Họ cũng bắt xe ở trên cái khu vực này này. Nếu mà giả sử như là những trường hợp mà người ta đi ngược chiều ấy, thì họ sẽ bắt thôi. Nhưng mà hôm nay giờ này đang không có công an. Ở bên này ấy, người ta đi ô tô lịch sự lắm. Người ta mà thấy ví dụ mình cần sang đường, hoặc là mình đi bộ, hay là kể cả mình đi xe ấy, thì người ta sẽ dừng, chủ động dừng. Đây là cái khu vực cửa khẩu, cho nên là tập trung rất là nhiều những cái xe taxi. Đó. Những cái biển báo, những cái biển chỉ đường ở trên bên phía này, người ta để cả tiếng Anh này. À đâu, đây là tiếng đúng rồi, có cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lên trên cái hướng này để mà mình quay cái khu vực dọc bên con sông Ca Long, chính là cái dọc biên giới đấy, gọi là tuần biên bên phía Đông Hưng Trung Quốc. Còn những cái xe buýt này chở rất là nhiều những khách du lịch của bên cả hai bên, cả bên phía Việt Nam và Trung Quốc. Ví dụ là chúng ta đi theo đoàn ấy, chúng ta sẽ lên những cái xe này để người ta chở đi các điểm du lịch. Ở phía bên trong này có một cái gọi là công viên hữu nghị nhân dân Trung Việt Đông Hưng, nhưng mà cái đó thì mình sẽ quay sau. Còn bây giờ mình sẽ đi cái dọc biên giới trước đã. Cái khu vực này tập trung rất là nhiều những cái cửa hàng đồ gỗ, ví dụ bàn ghế hay là những cái bức tượng. Trời hôm nay thời tiết đẹp lắm, cho nên là lên video mình nghĩ là sẽ đẹp lắm này. Đấy, bán những cái giày dép này. À đây rồi, mọi người có nhận thấy không? Ở bên này họ trồng rất là nhiều những cái cây xanh. Đường thì họ toàn xe điện cho nên là cũng không ô nhiễm. Trên này còn có một cái biểu tượng gọi là biểu tượng Tháp Văn Xương. Đó, một cái biểu tượng du lịch mà của bên thành phố Đông Hưng, mà khi mà những cái khách du lịch sang từ Việt Nam qua ấy, mọi người cũng đến đây chụp hình rất là nhiều. Trên này còn có một cái ngôi chùa gọi là chùa Quan Đế hoặc là miếu Quan Đế ở trên này. Đây, những cái hệ thống camera này họ lắp gọi là chằng chịt luôn ấy, chỉ khoảng 20m 30m là sẽ có một cái trụ camera. Đây, cái miếu này gọi là miếu Quan Đế, trên này cũng rất là đẹp. Nhiều khách du lịch Việt Nam, những cái đoàn khách ấy, người ta cũng hay dẫn đến đây, những cái tour của công ty du lịch ấy, người ta cũng hay dẫn đến đây để mà chụp hình và tham quan. Đây này, đây chính là hàng rào thép gai, và phía đằng sau kia mọi người nhìn thấy không, chính là con sông Ca Long. Còn phía những cái ngôi nhà bên kia kìa, chính là những ngôi nhà của bên thành phố Móng Cái của bên Việt Nam. Mình sẽ đi dọc biên, con đường này, con đường dọc biên. Những ngôi nhà của bên phía Việt Nam ấy rất là đẹp đúng không? Đây, này, đây có một cái quán cà phê của bên Đông Hưng Trung Quốc này. Những cái quán này buổi tối sẽ rất là tấp nập. Còn ban ngày mà lại còn cái giờ buổi trưa này thì nó cũng vắng thôi. Ở ngay gần cái khu vực cửa khẩu này có rất là nhiều những cái khách sạn, nhà nghỉ rồi. Khách sạn từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là những căn nhà bên phía Việt Nam ấy rất là nhiều, những cái ngôi nhà to, những ngôi nhà thiết kế rất là hiện đại hơn bên Trung Quốc này nhiều. Hiện đại hơn bên Đông Hưng này nhiều. Ở trong này là đường cụt rồi. Trong này là đường cụt và có một cái ngôi trường tiểu học hoặc là trung học. Đây, còn cái khu vực này là cũng là rất là nhiều những cái căn nhà sát sạt với nhau. Những cái căn nhà này thì khá là nhiều nhà bỏ hoang rồi, và có rất là nhiều những người Việt Nam sang đây thuê kho, gọi là những cái kho hàng ấy, để mà trước khi vận chuyển về Việt Nam ấy là họ sẽ tập kết ở đây. Cái chi phí thuê kho bên này cũng rất là rẻ nhá. Mình khi mà mình so sánh ấy, mình còn thấy là những cái chi phí thuê nhà, thuê kho bên này còn rẻ hơn cả bên Móng Cái cơ. Bên Móng Cái của bên Việt Nam ấy. Bây giờ mình sẽ đi lên hướng trên này. À, phía trước mặt mọi người đây, mọi người có nhìn thấy những cái xe điện kiểu này không? Đấy, những cái xe điện kiểu này này. Những cái xe này thì chỉ cần là chúng ta
có cái app của bên phía Trung Quốc ấy, những cái app thanh toán giống như kiểu là Momo của bên Việt Nam hay là Zalo Pay chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì bên này họ dùng những cái app giống như là WeChat này, hay là những cái app gọi là Alipay các thứ ấy. Thì họ thanh toán, họ quét mã rồi họ thanh toán khoảng 3 đồng thì phải. Khoảng 3 đồng, mình thì chưa đi cái xe đấy bao giờ, nhưng mà hình như là khoảng 3 đồng, 3 hoặc là 2 đồng, hình như là 2 đồng thôi. Và 2 đồng thì nó sẽ tương đương khoảng 7.000 tiền Việt Nam. Và sau đó thì cứ lấy xe đi thôi. Rồi sau đó thì có thể để xe ở bất kỳ một cái chỗ khu vực vỉa hè nào ở bên phía Đông Hưng này. Ở bên này có một cái đặc điểm là an ninh khá là tốt đấy. Thật sự là an ninh rất là tốt. Khi mà nhá, mình có những người bạn ấy, tại vì hay sang đây nhiều, gần như là ngày nào cũng sang đây, cho nên là nếu mà dùng tiền để đi thuê xe như vậy là mỗi ngày cứ hết khoảng 15-20 đồng thì rất là tốn kém. Cho nên là mình có một người bạn là người ta còn mua hẳn một cái xe máy điện này này, xong rồi để ở bên cái, cũng để ở vỉa hè thôi, ở khu vực cửa khẩu. Và để như vậy nhá, khoảng 3 tháng sau có việc ấy, tại vì cái người đấy sau đó thì người ta có việc, và khoảng 3 tháng sau quay lại thì cái xe nó vẫn ở chỗ cũ đó. Không ai lấy cả. Đoạn này là một cái con đường gần khu vực cửa khẩu. Hôm nay là một cái ngày đầu tuần, hôm nay là thứ ba, cho nên là cái lượng khách du lịch ấy, nó sẽ không nhiều như những cái ngày mà vào cuối tuần hoặc là những ngày lễ được. Với cả là cái giờ này mình đi ấy, thì cũng đang là cái thời điểm giữa trưa, cho nên là khá là vắng. Chỉ cần tầm chiều tối thôi, chiều tối và buổi tối thôi là mọi người sẽ thấy là vô cùng tấp nập. Đây, những cái xe sát sòn sạt nhau đây. Nhiều xe thì người ta cũng gọi là bắt chước mẫu của bên phía nước ngoài, xong rồi người ta nhái lại thôi. Chứ không hẳn là xe của nước ngoài xịn đâu, mà là xe của Trung Quốc người ta nhái đó. Trong này chính là cái khu vực công viên hữu nghị Trung Việt đây. Nhưng mà đây là cái cổng phía đằng sau. Thời tiết hôm nay đẹp quá, mát mẻ. Đường còn chưa khô hết đây. Mới mưa xong mà mấy hôm trước ở chỗ này mưa liên tục, trời thì lạnh. À đây rồi, chúng ta bước đến một cái ngã tư. Và bây giờ chúng ta sẽ phải dừng lại để dừng đèn đỏ. À đây rồi, lại đèn xanh rồi. À phía xa xa kia kìa, đỏ đỏ kìa. Mọi người nhìn thấy không? Ở góc nhà kìa. Đây là một cái nơi gọi là nhà xưởng bán trực tiếp. Ở đây là bán rất là nhiều giày, rất là nhiều mẫu giày, phải hàng nghìn mẫu giày khác nhau. Và tiền để mua một đôi giày ở đây rất là rẻ, tại vì họ bán trực tiếp từ cái xưởng sản xuất luôn, chứ không thông qua một cái đại lý trung gian nào cả. Cho nên là cái chi phí mua một đôi giày ấy, rất là rẻ luôn. Mình đang trên đường đến với một con phố gọi là phố ẩm thực và ăn chơi ở bên này. Cái con phố này thì khách Việt Nam qua đây là chủ yếu là để sang cái con phố này để mà ăn uống, vui chơi với nhau. Có rất là nhiều những cái tiệm trà sữa, cà phê hay là quần áo, mỹ phẩm. Tóm lại là liên quan đến cái gọi là lĩnh vực ăn chơi. Giờ này thì sẽ vắng thôi, mình dự đoán là như vậy. Nhìn những con xe đẹp chưa? Con xe này hình như là cạnh tranh với, trước mình thấy trên một bài báo là cạnh tranh với VF3 của bên Việt Nam ấy. Nhưng mà VF3 thì chưa thấy ra mắt nhỉ? Cái này gọi là gì nhỉ? Xiaomi, giống U Linh thế. Đây rồi, đây chính là cái con phố mà mình vừa nhắc đến đây rồi. Con phố liên quan đến ăn chơi, liên quan đến mua sắm mà khách Việt Nam lựa chọn khi sang đây. Buổi tối và buổi chiều tối trở đi là con phố này sẽ rất đông, và còn la liệt những cái hàng quán vỉa hè nữa. Còn ban ngày thì họ sẽ không trưng bày ra nhiều đâu. Đúng thật là có nhiều gian hàng họ chưa bày ra thật, mình cũng không nhìn thấy đâu. Đây này, YOLO này. YOLO này là tiệm bánh. Trước mình dẫn một đoàn khách qua và và cái đoàn khách đấy mua gần như là mua sạch luôn cả cửa hàng luôn, mua sạch hai cửa hàng YOLO bên này luôn. Đây này, có rất là nhiều những cái cửa hàng về ăn uống, về trà sữa này. Y Khưa Thang này. Bên này là một cái quán mì cay này, cũng được rất là nhiều những người Việt Nam lựa chọn khi mà sang đây. Bây giờ mình sẽ vào một con phố gọi là phố hàng hiệu ở bên Đông Hưng nhá. Cái khu vực lúc nãy mình đi qua ấy, con phố đó ấy, thì về
về chi phí mua quần áo này kia thì sẽ rẻ hơn khi mà vào so với ở bên trong này. Bên trong này là những cái shop bán kiểu gì kiểu là cũng sẽ đắt tiền hơn, tại vì cái hàng nó sẽ có thương hiệu hơn, đẹp lắm. Các bạn nữ mà qua đây thì gọi là đầy những cái lựa chọn luôn, toàn là quần áo thôi. Dọc hai bên đường này toàn quần áo thôi, kể cả nam cả nữ. Nhưng mà cái tiền mua quần áo bên này, cái khu vực này nó sẽ đắt hơn. Cái kìa, Lining kìa, một cửa hàng Lining kìa. Trên này, đây, những cái hàng ở đây đẹp lắm. Nike này, SK này, Nike Adidas trên kìa, đó. Adidas này, đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại để quay cái góc trên kia nữa. Thời tiết đẹp thích quá. Đây cũng là một cửa hàng Nike rất là lớn này. Anta này, Anta Sport này, đó, GD. Có nhiều những cái người Việt Nam sang đây bán hàng thuê mà, những cái bạn còn trẻ, sinh viên chẳng hạn. Những cái bạn mà lứa tuổi sinh viên thôi chứ không phải là sinh viên. Tại vì khu vực Móng Cái này thì không có trường học gì đâu. Ngoài những cái trường tiểu học, trung học, phổ thông, đó, Playboy này, nhiều lắm. Đây tập trung toàn là cửa hàng quần áo thôi. Catello, Balier. Đây, bây giờ mình sẽ lại ra con đường này. Để đi hết thành phố Đông Hưng ấy là nó vô vàn đấy. Mình mặc dù sang đây rất là nhiều rồi nhưng mà mình gần như là mình chưa đi hết được đâu. Mình đang cũng chỉ tập trung ở những cái con đường chính thôi. Chứ còn chưa đi hết được đâu, nhiều lắm. Một cái thành phố khu vực biên giới thôi nhưng mà cái quy mô ấy, cái quy mô, cái diện tích ấy so với bên Móng Cái Việt Nam mình thì nó rộng hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi lên cả cái hướng trên này nhé. Trên này lại là một cái cửa hàng YOLO chuyên về bánh ngọt, ngon bổ rẻ. Trên này thì có những cái gian hàng mỹ phẩm nữa, đồ nội y, hoa quả. Buổi tối ấy, thì cái con đường này á, họ bày ra những cái xe bán hàng với những cái loại hàng hóa khác nhau lắm. Những cái đồ mà liên quan đến ăn uống là chính. Ví dụ như là chân gà, chân vịt này, hay là những cái loại bánh này. Mình còn không biết tên là bánh gì cơ, nhưng mà ăn khá là hợp với khẩu vị của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ lại quay về cái hướng đằng sau. Những cái người mà mặc áo màu vàng, đội mũ bảo hiểm này và có cái thùng hàng đây là những cái người shipper. Và mình có hỏi rồi, mình có hỏi những cái người đấy là mỗi tháng người ta thu nhập khoảng bao nhiêu rồi. Thì thu nhập cũng gọi là cũng khoảng tương đương với bên Việt Nam, chứ cũng không hơn nhiều đâu. Wuling này, đi đâu cũng bắt gặp những cái xe Wuling, những cái xe cỡ nhỏ này. Đó, một cái xe như vậy mà đi tốt hơn nhiều so với việc đi một cái con xe máy chứ, đúng không? Trong khi cái giá thành thì nó cũng tương đương. Chẳng qua là về Việt Nam thì bị thuế lên nhiều quá cho nên là cái giá nó lại thành đắt. Ở trên này có một số những cửa hàng, ví dụ như là bán về đồ nhậu ấy, hoặc là những cái cửa hàng mà liên quan đến lẩu dê. Đúng rồi, lẩu dê. Lẩu dê và lẩu sữa là hai cái món mà được rất là nhiều những cái khách hàng, những cái người mà khách du lịch của bên Việt Nam này qua lựa chọn để mà ăn uống với nhau. Ăn lẩu dê ngon lắm. Lẩu dê, lẩu sữa ở bên này thì nổi tiếng rồi cho nên là không có gì mà phải chê. Cái giá nó cũng rẻ, cũng phù hợp. Đi từng đoàn ấy cũng chả tốn bao nhiêu tiền luôn. Ở bên này có một cái cửa hàng Chagi này. Chagi này là một cái thương hiệu trà sữa hiện tại đang khá là nổi tiếng ở những cái khu vực mà bên Trung Quốc. Và được rất là nhiều những cái bạn trẻ sang đây mua sắm, check-in. Họ những cái túi để mà đem đi, đem về ấy, họ thiết kế đẹp lắm. Trông sang chảnh cực. Trông cái túi nó cứ như kiểu mấy cái túi mà đựng đồ Chanel ấy. Mình thì mình không rõ về những cái thương hiệu này lắm đâu, nhưng mà mình nhìn thấy nó khá là quen thuộc ấy. Bây giờ thì mình sẽ ra gần cái cửa khẩu để mà mình chờ một người bạn. Hôm nay bạn này sẽ đi quay cùng mình, nhưng mà sẽ đi sâu, đi xa hơn và quay ở cái khu vực là dân tộc Kinh Trung Quốc. Mình có khá là nhiều những cái video về cái chủ đề là những cái người dân tộc Kinh ở bên này rồi. Mọi người có thể xem ở những cái video khác của mình. Và mọi người
nhớ ủng hộ mình nhé, nhớ ủng hộ mình bằng cách like, follow kênh để mà mình có động lực mình đi quay nhiều hơn về cái cuộc sống ở bên này cho mọi người xem. Cái con đường này là một trong những cái con đường mà về gần cái khu vực cửa khẩu, tại vì mình có hẹn với bạn ấy là khoảng 11 giờ thì sẽ chờ nhau ở đó. Còn ở phía bên trong này ấy, là tại sao mình lại phải về cửa khẩu, bởi vì là vào sâu hơn ấy thì không có sóng điện thoại, không có 3G, không có Facebook, không có cái gì cả, cho nên là không thể liên lạc được. Chỉ có là về gần cái khu vực cửa khẩu thì mới gọi nhau được thôi, và tập trung cùng nhau đi. Không hiểu sao người ta bán lắm thớt ở gần cửa khẩu thế. Họ đến đây họ mua thớt. Mình cũng hiểu là tại sao đi du lịch mà lại mua thớt, mình chưa hiểu lắm. À, mình phải vòng ra phía đằng sau thì nó sẽ đi dễ hơn. Đây này, những cái gian hàng của bên phía Trung Quốc, những cái cửa hàng kiểu bán như mấy cửa hàng tạp hóa bên Việt Nam mình ấy. Nhưng mà thực tế là họ kiểu họ bán buôn nhiều đấy. Toàn thấy đóng thùng, đóng hộp đi thôi. Toàn đồ nước ngọt. Hôm nọ mình có nói chuyện với một cái chú người dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh là người ta chính là những người Việt xa xứ, những người Việt mà đang sống tại Trung Quốc. Và bên này thì ở bên Trung Quốc ấy, họ công nhận là những người này là thuộc gọi là dân tộc Kinh luôn ấy, và họ vẫn đang nói tiếng Việt. Có ba làng như vậy, có ba ngôi làng như vậy ở Trung Quốc, tập trung rất là nhiều những người dân tộc Kinh. Mình có rất là nhiều video rồi, mọi người có thể xem. Cái con ngõ nhỏ này là để mình về cái chỗ mà thuê xe lúc nãy, và mình từ cái chỗ đó thì mình sẽ đi ra bên ngoài nó dễ hơn. Còn đi qua cái hướng mà cái đường to trên kia kìa, là cái đường mà dễ nó gặp công an ấy. Đây, mình đã đến đây rồi đây. Có khi là phải dừng trước ở đây đã, tại vì chỗ này là dâm. Đây rồi, mình lại ra cái khu vực mà gần với cửa khẩu đây rồi. Những cái gian hàng ở bên những cái quầy hàng đây này là những cái quầy hàng họ tập trung bán đồ cho bên phía khách du lịch Trung Quốc. Bởi vì ở đây ấy, nhiều khách du lịch Trung Quốc ấy, họ sẽ đến đây để mà tham quan và mua sắm. Những cái hàng hóa này thì thực tế là cũng không có gì đặc biệt đâu. Đó đa phần là những cái hàng liên quan đến bánh kẹo, những cái lon bò húc, nước uống. Thế thôi, nhưng mà những người khách du lịch Trung Quốc thì lại rất là thích. Bởi vì so với họ thì rất là lạ. Ngoài những cái sản phẩm mà mình vừa nhắc đến ấy, thì còn có rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan đến ví dụ như là những cái đồ mà xoa bóp của bên Việt Nam này, chữa khớp này, những cái kiểu như là lọ cao bạch hổ này, bạc hà này, hay là những cái mũ cối này đó. Tuy nhiên là cái người mua là toàn là người Trung Quốc thôi. Đây này, nhiều camera chưa? Chưa đến 30m, 20m. Phía bên này có một cái cột mốc cổ. Cột mốc này là cột mốc khá là cổ đấy. Ở bên Trung Quốc, khách du lịch Trung Quốc đến đây check in nhiều lắm. À đây, cho mọi người xem một cái quán cà phê Việt Nam. Cà phê này có tên là Cà phê Sài Gòn. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Sài Gòn Cà phê Việt Nam. Cái quán này thì là cái quán mà tập trung nhiều những cái khách du lịch Trung Quốc. Họ đến đây, hình như là cái quán này ở bên Trung Quốc chắc là sẽ là nổi tiếng ở trên mạng của họ thì phải. Tại vì mình thấy là cứ đến đây là nhất là những cái giới trẻ, họ sẽ đến đây, họ check in và họ thưởng thức cà phê Việt Nam. Mình thì chưa lên đâu, bởi vì mình thì lại thích đi uống những cái đồ liên quan đến đồ Trung Quốc, còn người Trung Quốc thì lại uống đồ Việt Nam. Nhưng mà có thể là hôm nào đó mình sẽ lên review cho mọi người xem có gì nó khác lạ hơn so với bên Việt Nam chúng ta không. Trời nắng quá. Đấy, còn có rất là nhiều những quầy hàng bán dép cao su, bán bánh mì. Đây là kế sinh nhai của những bà con biên giới đấy. Họ sẽ hàng ngày họ sẽ xách những cái đồ từ bên Việt Nam qua bên này bán. Xách một cái số lượng nào đó thôi, ví dụ như là bánh mì hay là những cái hàng hóa của bên Việt Nam như là bánh kẹo, bò húc này kia đó, sang xong rồi cứ đi lại lại dọc đường để bán cho du khách Trung Quốc. Hoặc là ví dụ sang bên này rồi thì họ lại xách đồ thuê để xách về Việt Nam. Những cái đồ thuê đấy thì cũng là ví dụ như là những cái đồ bình thường thôi, chứ không phải là hàng cấm gì đâu, chẳng qua là
tại vì cái số lượng lớn quá cho nên là cần phải nhờ đến những người xách hàng thôi. Thấy không? Đây là một cái cô xách hàng của bên Việt Nam đây. Đó, từng cái thùng cắt tông rất là lớn. Ở trong thì không biết là đựng cái gì, nhưng mà không phải hàng cấm đâu. Còn đây này, những cái người mà đang đi bộ này, toàn là khách du lịch Trung Quốc thôi. Họ đi chơi Việt Nam và họ quay trở lại đấy. Tại vì đây là cái lối ra. Đông lắm, hàng đoàn, phải hàng nghìn người, mỗi ngày phải khoảng vài nghìn người qua cái bên cửa khẩu Móng Cái này đi kiểu như là đi sang Việt Nam du lịch xong rồi họ quay trở lại, họ xuất nhập cảnh ấy. Mình để xe ở đây cho nên là nó hơi nguy hiểm, sẽ phải đi tiếp thôi. Đây này, những cái đoàn khách du lịch của bên phía Trung Quốc họ mới đi Việt Nam chơi về đây này. Bây giờ họ đang hướng về cái phía khách sạn, cái khách sạn cao cao. Mình phải dừng lại đây để mà mình chờ bạn đã. Trong lúc chờ đợi bạn mình đến thì mình sẽ quay những cái gian hàng ở đây. Đây là một cái gian hàng bán ấm chén. Đẹp đấy, bán cốc chén, bán ấm chén, bán bát đũa, đẹp quá. Những đồ sành, đồ sứ. Còn đây là bán cà phê này, bán hoa quả, bán bánh kẹo. Còn đây là một cái cửa hàng bàn ghế đồ gỗ cũng rất là đẹp luôn, nhiều nhỉ. À, đây là nơi tập kết hàng. Cái hàng này là hàng sẽ về Việt Nam ấy. Đấy, trong này ấy, những cái khu vực mà sát cửa khẩu này ấy, toàn là những cái nơi mà họ tập kết hàng, nhiều loại hàng hóa lắm. Đây này, đó, những cái hàng hóa này sau đó sẽ được trở về Việt Nam, sẽ được đem về Việt Nam xách hàng chẳng hạn. Bạn mình thì vẫn chưa đến, có lẽ là vẫn đang xếp hàng làm thủ tục. Hiện tại thì đã là hơn 11 giờ quá rồi, khoảng 11 giờ rưỡi rồi. Mọi người thấy những cái xe máy, xe đạp ở đây không? Nãy mình có nói chuyện với cái người bạn của mình đấy. Nó mua một cái xe, cũng là một cái xe điện, xong rồi nó để đây. 3 tháng sau nó quay lại, 3 tháng sau mới quay lại mà xe nó vẫn cứ ở đây thôi, không ai lấy. Đây này, đây là những người khách du lịch của bên phía Việt Nam, những cái đôi người đội mũ hồng này này. Đây là đoàn khách du lịch của bên Việt Nam sang đây chơi đấy, chứ không phải là người Trung Quốc đâu. Đây, những cái gian hàng có cả tiếng Việt, tiếng Trung, điện thoại iPhone này, phụ kiện điện thoại, sản phẩm điện tử, mua bán xỉ lẻ và mua hộ này, đó. Nhiều những cái gian hàng Việt Nam. Đây là một cái đoàn khách người Việt Nam. Còn đằng sau đây lại là đoàn khách của người Trung Quốc. Nhìn người Việt Nam và người Trung Quốc ấy, nhìn nó cũng dễ nhận ra thôi. Gần gần đây thì cũng dễ nhận ra thôi. Tại vì nhìn quen mắt rồi. Bạn mình mãi vẫn chưa đến. Ở trên những cái xe taxi này có dán cái biểu tượng là một nam một nữ này, đó, mặc quần áo đấy là trang phục Việt Nam đấy, trang phục gọi là trang phục của những cái người dân tộc Kinh ở bên này, mũ nón này, người dân tộc Kinh là những cái người có nguồn gốc từ bên Việt Nam. Mọi người có thể xem cái video, những cái video mà mình đăng ở trên cái trang của mình đã làm rất là nhiều những cái video về cái chủ đề đó. Ở bên phía Đông Hưng Trung Quốc này thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái hình ảnh như vậy, những hình ảnh của những người dân tộc Kinh. Dân tộc Kinh là một trong những cái dân tộc thiểu số mà có cái kinh tế, có cái thu nhập tốt nhất trong những cái dân tộc thiểu số ở bên phía Trung Quốc. Họ làm cái ngành nghề chính là đi biển và làm buôn bán với những người mà ở khu vực biên giới này, cho nên là cái thu nhập rất là tốt. Cứ nhìn những người nào mà xinh nhá, thì toàn là người Việt Nam thôi. Người Trung Quốc thì sẽ, nhất là cái khu vực mà sát với biên giới này, thì cái người Trung Quốc thì sẽ không được ăn chơi, không được xinh như các bạn bên Việt Nam đâu. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ vào trong cái khu mua sắm này để cho mọi người xem. Đây, rất là nhiều những sản phẩm Việt Nam này. Ví dụ như là cà phê này, cà phê Trung Nguyên, hay là đây là tương ớt, tương chin su này, nước mắm này. Còn đây là trà hoa vàng này, hoa vàng. Đây là bánh tráng này. Đó. Nhiều đồ Việt Nam. Còn đây là, nói chung là
cái khu vực này thì chủ yếu là bán bánh kẹo thôi, chứ cũng không có những cái nhiều những cái sản phẩm khác đâu. Chủ yếu là những cái đồ liên quan đến bánh kẹo, đến những cái đồ lưu niệm, kỷ niệm, những cái đồ đặc sản của bên phía Việt Nam. Khá là mát. À, bạn mình đến rồi cho nên là mình sẽ bước ra đây. Lại là một cái bạn nữ rất là xinh. Đó. Chỉ có Việt Nam thì mới xinh được như vậy thôi, chứ còn Trung Quốc thì hên xui. Mình lại đang trên cái cung đường mà sát với biên giới Việt Nam. Hiện tại thì mình đang ở bên Đông Hưng Trung Quốc. Đây mọi người có thể nhìn thấy không? Những cái hàng rào thép gai của họ được cuộn tròn này. Và cả hệ thống camera, cả hệ thống âm thanh. Cứ khoảng 20 đến 30 mét là một cái trụ camera. Cho nên là cái việc xuất nhập cảnh trái phép là gần như là không thể nào mà có thể đi qua được ở cái khu vực này. Và đây chính là cái con đường dọc biên giới của bên phía Đông Hưng Trung Quốc. Bây giờ ấy, thì mình sẽ đi dọc cái con đường này cũng khoảng vài km đấy, thì sẽ đến một cái bãi biển gọi là bãi biển Vạn Mỹ. Và bãi biển này thì là một cái bãi biển khá là giống với bên bãi biển Trà Cổ của bên phía Móng Cái Việt Nam. Ở cái xung quanh cái con đường này thì có rất là nhiều những cái tòa nhà có vẻ như là đã được xây dựng từ khá là lâu về trước, cũng phải từ những cái thập niên 90. Tại vì những cái kiến trúc như vậy là những cái kiến trúc khá là cổ ấy, trông nó cũ, nó không được mới như bên Việt Nam. Ở dọc bên này, ở cái phía bên tay phải của mình đây là một cái chỗ công viên trồng rất là nhiều cây xanh của bên phía Trung Quốc. Đằng sau cái công viên này thì cũng là bên con sông Ca Long rồi. Mình sẽ quay dọc đường ở đây cho mọi người xem và có thêm cái thông tin về cái cung đường này. Đây là những cái gọi là những cái xe mobile home. Ở bên Trung Quốc này có một cái thú vui rất là hay, đó là nhiều người ở khắp nơi người ta sử dụng những cái con xe mobile home ấy, là những cái con xe mà được trang bị nội thất giống như kiểu là một căn nhà di động ấy, và họ sẽ đi du lịch gọi là xuyên suốt ấy, từ Nam Bắc Trung Quốc ấy, để họ đi tham quan ngắm cảnh, và họ sẽ lưu trú luôn và sẽ sinh hoạt ở trên xe luôn. Kìa kìa, nhìn bên này không? Mọi người có nhìn thấy những cái hàng rào thép gai của họ không? Những cái hàng rào cái cao khoảng 3 mét với hệ thống camera dày đặc. Phía sau đây là chính là con sông Ca Long rồi. Con sông nằm giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc. Đường xá của họ thì rất là rộng bởi vì là bên này đất người ta nhiều. Và cái hệ thống đường xá thì khỏi phải nói luôn. Đoạn đường này là đường còn chưa đẹp lắm đâu đấy. Đường này vẫn chưa gọi là đường đẹp của bên họ đâu. Nãy mình đi qua cái khu vực trung tâm hơn ấy, thì những cái con đường ấy họ rải nhựa xong rồi trông nó mới, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây này, đó. Một trong những cái trải nghiệm thú vị khi mà đến với Đông Hưng Trung Quốc hay là dù bất cứ đâu ở trên địa phận Trung Quốc thôi, thì những người du khách Việt Nam ấy sang đây người ta mua pháo và đến những cái vùng vắng người như này này để đốt này. Chứ còn hiện tại thì bên phía Trung Quốc nó cũng quy định những cái điểm có thể được đốt pháo, chứ không như ngày xưa là có thể đốt ở bất cứ đâu đâu. Bây giờ người ta cũng quy định đấy, cũng quy định là nơi nào an toàn, nơi nào cho phép đốt thì cũng mới được đốt. Chứ còn đốt linh tinh là người ta cũng bắt đấy. Ở bên này đây, còn có những tòa nhà đang xây dựng rất là cao đây. Họ ở đây họ ở kiểu chung cư rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy thì xây thì nhiều, nhưng mà cái lượng người ở ấy thì lượng người ở thì chưa chắc là được lấp đầy, hoặc là được kể cả 1/2 những cái căn nhà này thì chưa chắc là đã được đâu. Cứ xây lên như vậy thôi. Bên này là bên phía Việt Nam rồi đấy nhá mọi người. Đằng sau cái bức tường rào là bên Việt Nam rồi đấy nhá. Đây là con sông dọc biên, con đường dọc biên của họ. Có những cái bãi cỏ bên phía trong này này, là những cái bãi cỏ mà người dân của bên phía Đông Hưng Trung Quốc này người ta hay đến để camping, cắm trại đấy. Hoặc là ví dụ như là
những cái gia đình nhé, người ta đến gia đình hay là những cái hội nhóm nào đó, các bạn ấy, ví dụ những ngày nghỉ chẳng hạn thì người ta sẽ ra đây ngồi này, hoặc là hẹn hò chẳng hạn, người ta sẽ ra đây cũng ngồi, xong rồi cũng mua đồ ăn đồ uống đến và ngồi ở đây. Buổi tối ấy, cái dọc đường này này, buổi tối sẽ có rất là nhiều những cái xe bán hàng, bán đồ ăn ấy, đồ ăn vặt ấy, đông lắm, tập trung đông lắm. Đây này, một cái bãi cỏ này có cả chữ tiếng Việt Nam kìa, ổn định lâu dài hướng tới tương lai kìa. Đấy, có những cái nhóm bạn như kìa đó, những cái nhóm bạn, nhiều người Việt Nam cũng sang đây để mua pháo xong rồi đốt ở khu vực này. Trong này thì họ đang xây dựng những cái khu hình như là tập thể dục thể thao gì đó, chưa xong, chưa hoàn thiện. Bên này thì đi đâu đâu cũng sẽ gặp những cái biểu tượng như này thôi. Đấy, phụ nữ đội nón lá, còn đàn ông thì quấn cái khăn xếp ở trên đầu ấy, đó là biểu tượng của người dân tộc Kinh ở bên phía Trung Quốc. Hiện tại thì đang khoảng 12 giờ trưa rồi và mình thì đang khá là đói, cho nên là sẽ vào một cái quán ăn của bên phía Trung Quốc này để gọi đồ ăn trước đã. Ở trước cái cửa hàng này thì mình thấy có mấy cái bánh bao, cho nên là mình vào đây, nhưng mà hóa ra là ở đây bán cả cơm cả phở, cho nên là mình sẽ vào và gọi cơm phở để ăn. Có những cái giả sử như đây là bún phở thì phải, còn đây là canh, kiểu một suất cơm canh. Trong này thì có những người khách đang ăn. Ở đây là ví dụ như là những cái chỗ này thì người ta sẽ mình sau khi mà mình lấy đồ ấy, lấy cơm chẳng hạn, thì mình có thể lấy mấy cái ớt này, hoặc là măng chẳng hạn, hay là đây là lạc, và đây là cái chuối, đây là ớt cay này đó. Thì những cái này là cái gia vị, cái phụ liệu ấy. Còn bây giờ thì người ta đang làm cái món ăn cho mình rồi. Nãy mình gọi một cái suất khói quá. Mình gọi một cái suất phở. Đây là một cái cửa hàng kiểu nó bình dân thôi. Đang chờ. Thì mình vừa gọi cái suất bún này, chắc là phở này là phở bò. Phở bò này thì có giá là 12 đồng một bát. Còn ở bên này này, bên này thì bọn mình hay mua những cái chai kiểu sữa đậu như này để uống này. Sữa đậu này sẽ là 3 đồng. Bây giờ thì bọn mình ăn đã. 12 đồng là khoảng 42.000 tiền Việt Nam, 42 đến 45.000. Mời các bạn ăn trưa nhé.